Kim Xin xin chào các em nhé. Ngày hôm nay chị sẽ mở hộp hai cái đồng hồ rất là dễ thương chị mới mua nè. Và cái đồng hồ này á, nó không chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường đâu, nó có nhiều một cái chức năng rất là đặc biệt mà các em hãy xem video thì chị Kim Xin sẽ giới thiệu nhé. Đây, như các em đã thấy ở bên ngoài, một cái là màu hồng, một cái là màu xanh lá cây. Nào, cùng lấy đồng hồ ra nha. Rất đẹp. Còn đây là chiếc đồng hồ thứ hai, chiếc màu xanh lá cây. Để đại diện cho một bạn nam thì và một bạn nữ thì chúng ta thì chị đã lấy hai cái màu như thế này. Nhưng mà thật ra thì các bạn nhỏ, các bạn nữ thích vẫn đeo được màu xanh. Các bạn nam thích thì cứ đeo màu hồng. Đó là tùy theo sở thích của chúng ta thôi nha. Tiếp theo, bây giờ chị sẽ chơi thử, lấy cái đồng hồ ra thử và chiếu lại gần cho các em coi. Đây là chiếc đồng hồ màu hồng. Dây làm bằng nhựa, nhựa dẻo nha. Nè, đeo lên tay nè, rất đẹp. Tay của chị hơi đen, chứ tay bạn nào mà trắng á, là đeo siêu đẹp luôn. Chị sẽ mang thử vô tay nhé. Ok. Nè, xanh điệu không? Và cái đồng hồ này nó không phải là một cái chức năng xem giờ bình thường đâu, mà các em hãy nhìn kỹ đi. Ở đây nó còn có chức năng là một cái máy tính. Wow. Có thể tính cộng trừ nhân chia ở trên này đó. Chị sẽ gỡ ra và để test thử cho các em về các chức năng nhé. Nhưng mà trước khi mà chúng ta giới thiệu về cái chức năng máy tính thì chị sẽ cho các em coi luôn cái màu xanh lá cây nha. Đây là màu xanh lá cây của chúng ta. Cũng một mặt ở trên là chúng ta sẽ coi được ngày giờ, ở dưới là có một cái bàn tính, tính như một cái máy tính bình thường cho các em rất là tiện. Nào, bây giờ chúng ta sẽ test trước về cái đồng hồ màu hồng này nha. Khi mà các em mua về thì các em để ý trên mặt đồng hồ chúng ta sẽ cái giờ nó không có đúng. Chúng ta muốn chỉnh lại như thế nào? Ok, các em thấy cái chữ S và chữ M ở đây không? Thì các em ấn chữ S nè. Lúc này cái dây nhấp nháy các em thấy không? Thì các em sẽ ấn ở dây M, cái chữ M là nó sẽ đổi cái số đi và cho chúng ta chọn số ha. Thì cái dây này nó chạy liên tục cho nên chúng ta sẽ không cần chỉnh cái dây đâu. Chị sẽ chuyển qua nè, ấn thêm cái nữa là bắt đầu chỉnh cái giờ. Các em thấy số 1 nó đang nhấp nháy không? Là chúng ta sẽ chỉnh giờ nha. Và lúc này đang là 12 giờ thì chị Kim Xin đang là 12 giờ, chị sẽ chỉnh là 12 giờ thì chị sẽ ấn chữ M. Cứ ấn một cái. Các em thấy không, là số sẽ nhảy lên một cái. Ấn nhiều lần cho tới khi là số 12. Chị sẽ chỉnh 12 giờ. Đó. Ok rồi thì các em ấn S lần nữa. Lúc này số 05 đang nhấp nháy là số phút. Hiện tại chị Kim Xin quay video này thì đang là 20 phút. 12 giờ 20 phút thì chị sẽ chỉnh lên số 20 nhé. Ấn chữ M. Ấn liên tục cho tới khi nào tới số 20 thì các em sẽ dừng lại. Ok. Ấn thêm S lần nữa là kết thúc. Kết thúc giờ rồi nó sẽ chuyển qua năm. Thì năm nay là năm 2018, chúng ta sẽ chỉnh lên 2018 bằng cách ấn chữ M. Ok, 2018 rồi, ấn S kết thúc. Và đây là ngày và tháng. Lúc này số 9 đang nhấp nháy, các em thấy chữ Minh và Đát không? Đát không? Thì các em sẽ chỉnh cái tháng trước nha. Số 9 đang nhấp nháy kìa. Tháng này là tháng 7. Rồi, chị ấn chữ M cho nó nhảy lên. Kết thúc bằng chữ S. Ngày mà chị Kim Xin đang quay video này, ngày hôm nay là ngày mùng 3. Chị sẽ chỉnh tới ngày mùng 3. Rồi, ok, kết thúc, ấn nút S. Đó, các em thấy không? Giờ ngày đã chỉnh xong rồi.
rất là dễ ha. Tiếp theo chị đã giới thiệu xong về cái mà chúng ta chỉnh ngày giờ rồi. Bây giờ tiếp theo là sẽ là chỉ cho các em cách sử dụng máy tính. Khi các em muốn chuyển đồng hồ từ một cái đồng hồ thành một chiếc máy tính thì các em có thấy chữ on không? Các em ấn vào chữ on ở đây. Khi hiện ra số 0 rồi, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu thử nha. Tính một cái phép tính. Chị sẽ nhân thử một phép tính, đó chính là 7 18. Nhân, chị ấn nút nhân nè. Nhân cho 5 11 coi. Bằng. Đó, kết quả ra 3978. Dễ xài không? Rất dễ xài nha. Muốn quay trở lại tiếp thì các em trở về số 0 như bình thường, thực hiện phép tính khác. Chị sẽ thực hiện phép tính chia thử nha. 9 16. Chị sẽ ấn nút chia cho 14 chẳng hạn, và ấn nút bằng. Kết quả là ra 6,8. 6,8 mấy đó. Ok, rất là đơn giản phải không? Chúng ta có thể sử dụng cái chiếc máy tính này để phục vụ cho việc học tập. Nếu mà như các bạn nhỏ đã được sử dụng máy tính trong cái quá trình học rồi thì cái đồng hồ này rất là tiện ha. Không cần phải mang theo máy tính. Một chiếc đồng hồ kết hợp hai cái. Sau khi mà đã tính toán xong rồi, muốn quay trở lại là một cái chiếc đồng hồ thì các bạn nhỏ chỉ việc ấn nút on nữa. À, chị chim xin nhầm. Ấn nút M nha các em. Ấn nút M là nó sẽ quay trở lại là một cái chiếc đồng hồ như bình thường. Rất tuyệt. Bây giờ chị sẽ làm lại và chỉnh ngày giờ cho chiếc đồng hồ màu xanh này nha. Ấn S nè. Giây không cần chỉnh. Chuyển qua ấn cái nữa là chỉnh giờ nè. Nhấp nháy. Rồi chị chỉnh lên 12. Ok, S. Chuyển qua chỉnh phút. Thì lúc này đồng hồ màu hồng đang là 24 phút. Chị sẽ chỉnh qua 24 phút. Ấn cho tới khi tới số 24. Rồi, tới số 24 rồi, vậy là ok. Chúng ta kết thúc bằng nút S. Ở bên đồng hồ này đang hiện là 2017, chị sẽ chỉnh lên 2018. Ấn một cái. Nhầm rồi. Nếu mà khi nhầm rồi thì các em sẽ phải làm sao đấy? Trong trường hợp mà các em nhầm rồi nha, 2019 rồi nè, thì rất đơn giản, các em chỉ việc ấn nút trừ. Đó, là nó sẽ quay lại trở lại số cũ 2018, nó trừ đi 1 rồi. Không sợ ấn sai nhé. Kết thúc bằng nút S. Chuyển qua ngày tháng. Hôm nay là ngày mùng 7. À, hôm nay là tháng 7. Ấn số 7. À, chị nhầm, phải chỉnh bằng cái này. 5, 6, 7. Ngoài ra thì các em cũng có thể chỉnh bằng cách dấu cộng là tăng lên, dấu trừ là giảm xuống ha. Ấn S. Giờ chỉnh qua ngày. Ngày hôm nay là ngày mùng 3. Rồi kết thúc bằng S. Ok, đã xong chức năng là chỉnh giờ cho đồng hồ rồi nè. Quá tuyệt. Chúng ta cũng test thử bên cái chiếc đồng hồ này về chức năng máy tính nha. Ấn on. Giờ lấy là 56. Chị nhân cho với 28 thử coi. Kết thúc bằng 1568. Rồi quay trở về. Lấy 59 mà chia cho 32 thử nhé. Kết quả bằng 1,8. Rồi ấn trở về không. Quay trở lại ấn M là quay trở lại chức năng là đồng hồ. Quá tuyệt. Một chiếc đồng hồ 2 trong 1 dành cho các bạn nhỏ. Và những ai được phép sử dụng máy tính khi học rồi thì mới có thể sử dụng chiếc đồng hồ này nha. Chúng ta không nên lạm dụng máy tính mà nên tự tính tay cho quen. Sau khi mà đã quen rồi thì các bạn nhỏ mới có thể thoải mái sử dụng cái này được ha. Đây là hai mẫu, một mẫu màu hồng và một mẫu màu xanh lá cây dành cho các em. Một chiếc đồng hồ này có giá là 35.000. Rất là rẻ ha. 35.000, các em có thể dễ dàng mua ở các tiệm tạp hóa hay là những cái siêu thị nhà sách đó các em. Chị thấy bán nhiều lắm. Còn nếu mà muốn mua tại chị Kim Sinh thì có thể đến cửa hàng nha. Bên chị không ship mấy cái này đâu. Không có ship hàng, mấy cái này không có ship hàng, không nhận ship hàng ha. Một lần nữa chị Kim Sinh cảm ơn các em đã theo dõi hết video này. Nếu mà thấy like, nếu mà thấy hay thì like và share cho chị với nhé. Đừng quên đăng ký kênh Kim Sinh Channel để có thể trở thành thành viên của kênh.
và được tham gia vào các mini game. Ngoài ra, chị Chim Sinh mới lập một cái nhóm trên Facebook tên là nhóm Chim Sinh Channel. Nhóm Chim Sinh Channel, các em có thể đăng ký làm thành viên để chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ, hẹn gặp lại các em trong video sau nhé.